Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn các cách để chuyển đổi từ file Word sang file PDF. Và với cách này thì các bạn có thể sử dụng để gửi tài liệu cho bạn bè, đồng nghiệp. Khi đó thì bạn bè và đồng nghiệp xem tài liệu nó sẽ dễ hơn và không bị lỗi phông, hoặc là chúng ta gửi đề kiểm tra sang máy khác. Thì như vậy thì sẽ không bị công thức bị lỗi và bị lỗi phông chữ. Rồi, bây giờ mời các bạn theo dõi và thực hiện theo mình nhé. Ở đây mình có ví dụ một cái file Word như này. Rồi, cách thứ nhất để chuyển từ file Word này sang file PDF thì các bạn sẽ ấn phím F12 trên bàn phím. Tại mục Server ETP này, các bạn sẽ tích vào đây và chọn mục đó là PDF, sau đó bấm vào Server. Rồi, như vậy các bạn quan sát thấy đó là file Word vừa rồi đã được chuyển sang file PDF. Rồi, cách thứ hai các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ bấm vào File, các bạn bấm vào Export và chọn mục Grid PDF gạch chéo XPS này. Sau đó chọn nơi lưu. Ở đây mình lưu ở desktop. Sau đó bấm vào Publish. Lúc nãy mình đã tạo một cái file tên y như này rồi. Đây, ví dụ mình đặt tên khác đi. Rồi, bấm vào Publish. Đó, các bạn quan sát ạ. File PDF vừa được tạo đã được mở trên trình duyệt. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ tới các bạn hai cách để chuyển từ file Word sang file PDF. Còn đối với Excel thì các bạn cũng làm tương tự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những gì mình chia sẻ. Nếu thấy hữu ích, hãy bấm vào nút like và bấm vào nút đăng ký để mình có thêm động lực sản xuất video mới chia sẻ tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.